Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nếu các bạn đã từng xem phần phim thứ hai của loạt phim công viên kỳ Jura, Thế giới bị mất, điều đồng lại lớn nhất trong bạn là gì? Đối với tôi, một trong những điều ấn tượng nhất chính là tình tiết con khủng long bảo chúa cố gắng lần theo dấu vết của con nhỏ và bảo vệ nó đến cùng, dù điều này đồng nghĩa với việc một số nhân vật con người phải ra đi. Một mặt thì các nhà làm phim khắc họa khủng long bảo chúa như những con quái vật khát máu, nhưng mặt khác, họ lại khắc họa chúng như những ông bố bà mẹ đầy trách nhiệm và yêu thương. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu trên thực tế có đúng như vậy hay không? Liệu khủng long có thật sự chăm sóc con cái chúng một cách chu đáo và tận tâm hay không? Đây vốn là một câu hỏi rất khó trả lời. Xương có thể hóa thạch, da lông cũng có thể hóa thạch dù ít gặp hơn, nhưng hành vi của một loài động vật thì không hóa thạch. Chúng ta hiện tại chỉ có thể suy luận gián tiếp ra hành vi của chúng dựa trên các bằng chứng hóa thạch để biết chúng đã từng sống và cư xử như thế nào. Và cách đây 46 năm, các nhà cổ sinh vật học Mỹ đã có một phát hiện quan trọng khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm về hành vi nuôi con ở các loài khủng long mãi mãi, đồng thời cũng dẫn đến sự ra đời của một trong những dinh pháp khoa học khủng long hay nhất ở một chi khủng long. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long tìm hiểu chi khủng long đặc biệt này. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Như các bạn theo dõi Mê Khủng Long TV từ lâu đã biết, qua một số bài viết của Dynoman nói về danh pháp khoa học của khủng long, nhiều tên chi khủng long thường là sự kết hợp giữa một từ nào đó với Saurus, có nghĩa là thằn lằn trong tiếng Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, có một dạng hiếm gặp hơn, đó là Saura, vốn là biến thể giống cái của Saurus. Không có nhiều chi khủng long có thành tố Saura trong tên của chúng, và thường phải có một lý do đặc biệt nào đó họ mới sử dụng thành tố Saura thay cho Saurus. Vào năm 1978, thì một cư dân sống tại thị trấn Bynum ở Montana, tên là Laurie Drexler đã tình cờ phát hiện ra một cái tổ khủng long hóa thạch, gồm có trứng, khủng long còn trong trứng và khủng long nhỏ. Lúc này họ chưa biết đó là loài khủng long gì. Đến năm 1979, Drexler lại tiếp tục phát hiện ra hóa thạch hộp sọ của một con khủng long trong cùng khu vực. Nhưng phát hiện này đã khiến các nhà cổ sinh vật học dành sự chú ý đặc biệt cho nơi này và dẫn đến nhiều phát hiện khác tương tự. Hóa thạch trứng và khủng long con ở đây nhiều đến nỗi, người ta gọi gọn núi nơi phát hiện ra các hóa thạch là núi trứng. Tính tổng cộng, đã có trên 200 mẫu vật có niên đại khoảng 76,7 triệu năm, thuộc đủ mọi lứa tuổi của cùng một loài khủng long được tìm thấy. Hóa ra, nơi đây có thể đã từng là bãi ấp của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cặp khủng long bố mẹ thời tiền sử. Trước khi có những phát hiện này, chúng ta đã biết khủng long đẻ trứng sau khi khám phá ra những dấu vết về các tổ trứng khủng long vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Chúng cũng có thể đã ấp trứng bằng thân nhiệt hoặc bằng nhiệt tỏa ra từ lá cây thối rữa. Nhưng còn sau khi những quả trứng nở thì sao? Khủng long bố mẹ sẽ buông bỏ để những đứa con tự sinh tồn hay sẽ chăm sóc chúng trong một khoảng thời gian nào đó để chúng đủ cứng cáp trước những thách thức của tự nhiên? Đó là một câu hỏi đã khiến các nhà cổ sinh vật học đau đầu trong nhiều thập niên cho đến khi họ tìm thấy bãi ấp trứng ở Bynum, ở bang Montana. Trước hết, có thể khẳng định rằng với số lượng cá thể và trứng hóa thạch được tìm thấy với mật độ cao như vậy tại cùng một địa điểm, chúng ta có thể khẳng định rằng loài khủng long được tìm thấy tại Bynum có lối sống tụ tập thành đàn. Đến mùa sinh sản, chúng sẽ làm tổ gần nhau với khoảng cách giữa những cây tổ chỉ khoảng 7 mét. Đây là khoảng cách ngắn hơn chiều dài của những con khủng long trưởng thành. Những cây tổ được làm từ đất và chứa từ 30 đến 40 trứng mỗi tổ, được sắp thành nhiều vòng tròn từ nhỏ đến lớn hoặc theo hình xoắn ốc. Những quả trứng này có kích cỡ tương đương với trứng của đà điểu ngày nay. Điều thú vị là các nhà cổ sinh vật học nhận thấy, chân của những con non đã nở ra khỏi trứng chưa phát triển hoàn toàn, và do đó, năng lực di chuyển của chúng có thể bị hạn chế hoặc thậm chí chưa tự di chuyển được. Tuy nhiên, răng của chúng lại bị mài mòn phần nào, cho thấy hẳn là chúng đã ăn lá cây ngay tại tổ. Do đó, những con khủng long cha mẹ rất có thể đã đi tìm thức ăn và mang về tổ để nuôi đàn con mới nở. Một điều thú vị khác mà các nhà cổ sinh vật học phát hiện ở những con non của loài khủng long này, đó là chúng có tỷ lệ khuôn mặt rất khác so với khủng long trưởng thành. Chúng có đôi mắt to hơn và mõm ngắn hơn. Một số nhà khoa học cho rằng đây là những đặc điểm gắn liền với sự dễ thương ở con non, thường chỉ thấy ở những loài động vật mà con non phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ trong những giai đoạn đầu đời. Với những bằng chứng như vậy, cũng là những bằng chứng đầu tiên thuộc dạng này được tìm thấy ở khủng long, các nhà cổ sinh vật học kết luận rằng loài khủng long ở Bynum, bang Montana có hành vi chăm sóc con non rõ ràng trong giai đoạn đầu đời. Chính vì thế, khi đặt tên cho chi khủng long mới trong nghiên cứu năm 1979, các nhà cổ sinh vật học gồm Jack Horner và Robert McKellar đã quyết định lấy tên của nữ thần Hy Lạp Maya để đặt cho chi khủng long này, với tên của bà cũng có nghĩa là mẹ hiền.
hoặc còn dùng thành tố giống cái Sora thay cho Soras để nhấn mạnh đặc điểm nói trên. Do đó, chúng ta có danh pháp chi là Maiasora, còn danh pháp loài là Peoplesaurum, theo họ của những người chủ đất nơi phát hiện ra hóa thạch. Chúng được xếp vào họ khủng long mỏ Vitatrosauridae, với đặc trưng ngoại hình là cái mỏ phẳng, mũi to và dày. Dưới 4 tuổi thì chúng đi chủ yếu bằng hai chi sau, tuy nhiên khi lớn hơn và nặng nề hơn, chúng bắt đầu chuyển sang đi chủ yếu bằng cả 4 chân. Dù là một giống khủng long có kích thước khổng lồ, cá thể trưởng thành có thể dài đến 9 mét và nặng khoảng 4 tấn, đồng thời với cách chăm sóc con non, cuộc sống vẫn đầy thử thách đối với những con khủng long Maiasaura. Dựa trên nghiên cứu thống kê thì các nhà cổ sinh vật học nhận thấy, dù được chăm sóc tận tâm của khủng long cha mẹ, nhưng tỷ lệ tử vong của khủng long con Maiasaura Peoplesaurum vẫn rất cao, lên đến gần 90% trong năm đầu tiên, nghĩa là cứ 10 con khủng long nở ra thì chỉ có một con sống sót qua 1 tuổi. Nếu sống được qua năm thứ 2, tỷ lệ tử vong của chúng sẽ giảm xuống 12,7%. Chúng sẽ trưởng thành hoàn toàn trong vòng 6 năm nữa, lúc này chúng có thể đạt đến chiều dài 9 mét và nặng khoảng 4 tấn. Những nguyên nhân gây nên tình trạng tử vong cao ở khủng long con đương nhiên là có sự săn đuổi của chi khủng long ăn thịt Daspletosaurus, những tổ tiên của khủng long bạo chúa, hay sự rình rập của những chi khủng long săn mồi nhỏ hơn chuyên bắt khủng long nhỏ như Bambi Raptor. Ngoài ra, các nhà cổ sinh vật học phát hiện trong khẩu phần ăn của những con Maiasaura này còn có cả gỗ mục. Đó có thể là kết quả của một đợt hạn hán kéo dài, khiến thực vật khô héo và nguồn thức ăn giảm mạnh, khiến cho một loạt cá thể của đàn Maiasaura này bị tử vong cùng một thời điểm. Về sau, từ Maiasaura, chúng ta còn phát hiện thêm các bằng chứng khác nữa về việc chăm sóc con non ở khủng long. Chẳng hạn như các loài khủng long thuộc họ Oviraptoridae, dù mang tiếng là khủng long trộm trứng, nhưng điều này xuất phát từ sai lầm của các nhà khoa học đầu tiên mô tả Oviraptor. Chứ thật ra Oviraptor và các họ hàng của mình là những con khủng long có hành vi chăm con khá giống với các loài chim ngày nay. Chúng biết xây tổ, sắp xếp trứng một cách gọn gàng và luôn tìm cách che chở cho tổ trứng trước những nguy cơ và thảm họa. Người ta từng tìm thấy hóa thạch của một con khủng long City Party đang giang tay che chở tổ trứng của nó, bất chấp thảm họa đang đến gần. Đôi khi cách chăm con hoặc thế hệ tương lai của mỗi loài cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn như khủng long Sauropod thường mang tiếng là những con khủng long đẻ trứng ở đâu thì bỏ ở đấy, với thân thể quá cồng kênh của chúng không cho phép chúng chăm sóc con non. Nhưng gần đây thì có một số bằng chứng về việc con non của những đàn khủng long Sauropod sẽ được một số thành viên giữ nhiệm vụ trông trẻ, chăm sóc và dẫn dắt theo kiểu tập trung, chứ không phải là bỏ mặc hoàn toàn. Mặt khác thì ở một số loài khủng long, việc thiếu vắng những bằng chứng chăm sóc con non chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy chúng không chăm sóc con non mà có thể ngược lại. Chẳng hạn như ở khủng long bạo chúa, rất hiếm khi người ta phát hiện hóa thạch của khủng long bạo chúa ở độ tuổi nhỏ. Điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng khủng long bạo chúa chăm con tốt đến nỗi có rất ít khủng long bạo chúa con tử vong khi còn nhỏ? Hay chỉ đơn giản là chúng ta chưa tìm thấy những con khủng long bạo chúa non hóa thạch mà thôi? Dù sao thì hóa thạch của những con non cũng hiếm gặp hơn nhiều so với hóa thạch của khủng long trưởng thành ở bất kỳ loài nào. Hy vọng rằng, trong tương lai các nhà cổ sinh vật học sẽ tiếp tục tìm thấy những bằng chứng mới để giúp chúng ta hiểu hơn về hành vi chăm con ở khủng long. Việc làm cha mẹ, cho là dù ở khủng long hay là động vật có vú, con người hay bất kỳ loài vật nào chưa bao giờ là một việc dễ dàng mà luôn đầy rẫy những khó khăn cũng như thử thách cần vượt qua. Tuy nhiên ở đó có phần thưởng lớn nhất là được nhìn thấy những thế hệ tương lai của chúng ta trưởng thành. Nếu bạn đang làm cha mẹ, hãy trân trọng những phút giây bên con mình các bạn nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.